Sau 2 ngày mất của nữ ca sĩ Phi Nhung, hôm nay 30 tháng 9, người thân và các con nuôi của Phi Nhung đã làm lễ cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh 23 người con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung đội khăn tang trắng trong lễ cầu siêu của mẹ khiến chúng ta không khỏi xót xa. Các thành viên trong gia đình cùng tụng kinh, nguyện cầu cho ca sĩ về cõi an lành các con nuôi của nữ ca sĩ đội tang làm lễ cầu siêu cho mẹ. Hình ảnh bé Phi Như, cô con gái được Phi Nhung yêu thương gọi là công chúa, đang đội khăn tang trắng và chăm sóc cho các em nhỏ hơn khiến ai cũng đau lòng. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung chăm sóc 23 người con nuôi như ruột thịt. Cách đây ít ngày, tỷ phú Hoàng Kiều, vợ cũ Bằng Kiều đã thông báo sẽ giúp cô ca sĩ nuôi dạy các con lên người. Theo chia sẻ từ người thân, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ. Được biết Hồ Văn Cường cũng có mặt trong lễ cầu siêu cho mẹ nuôi. Anh ngồi lặng một góc và lộ rõ nét mặt buồn bã khi phải tiễn người dìu dắt chăm sóc mình suốt 6 năm qua. Trước đó thì con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm cùng người thân cũng đã làm lễ cầu siêu tưởng nhớ nữ ca sĩ tại chùa ở California, Mỹ.